Xin chào cả nhà. Em trân trọng kính chào quý cô chú và anh chị trong và ngoài nước. Thứ nhất là được nhiều sức khỏe ha, kế được bình an bên gia đình và người thân. Bên em nhận nhà và đất là chính chủ nên giá cả và giấy tờ pháp lý rõ ràng, nên anh chị và cô chú mình cũng yên tâm nha. Hôm nay em gửi đến chị một miếng đất diện tích khá là rộng, rất là đẹp anh chị nha. Với mặt tiền đường đan 3m anh chị là 127m anh chị. Chiều sâu chỉ có là 29m thôi. Đất mình rất đẹp anh chị nha. Vị trí đây là ở ấp Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cái đường này là cho xe tải là 2,5 tấn mình lưu thông nha. Đất mình nằm vị trí nằm ở đây là đường Quỳnh Công Ký anh chị nha. Rất là đẹp anh chị. Anh chị thấy không? Mặt tiền khá là rộng rãi. Em đưa cao cho chị xem. Đất mình thì hiện tại thì đang lên cây lâu năm cho mình đó, mình yên tâm. Cuối video em sẽ đưa cái bản vẽ lên cho anh chị mình xem ha. Đây, mặt tiền anh chị không? Rất là dài nha anh chị. Tới chỗ mà có hai cái anh mà xe máy đang đậu anh chị. Đó, dài tới đó là anh chị nha. Rất là dài. Nếu mà anh chị ở xa như ở Cần Thơ hay là thành phố Hồ Chí Minh, Gò Công gì đó, thì anh chị tới vị trí đây là quốc lộ A, cầu Kinh Sáng. Ở đó thì có chợ Long Định anh chị. Thì tới đó thì em sẽ đón anh chị ha. Mình chạy từ chỗ cầu Kinh Sáng á, là vô đây là khoảng là 3 cây 4 số là tới anh chị nha. Đó, chạy xe khoảng là 30 phút đổ lại là tới anh chị. Là đi xe máy đi như vậy ha. Còn đi đi xe ô tô là khoảng một đoạn là tới rồi. Còn nếu anh chị đi thẳng đường này luôn thì khoảng là 400m là đụng tới đường nhựa anh chị. Đường nhựa đó là lên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nha. Nó có đường dẫn xuống anh chị. Nếu mà chị ở thành phố Hồ Chí Minh thì về đường này là gần hơn là mấy đường quốc lộ A nha anh chị nha. Rồi, để em quay qua một mặt bên đây, nó là có một cái đường D. Đường D này là cặp sông luôn anh chị. Đó, cái đường D này là một mặt nữa là mình lấy nước ra vô nè. Rất là tiện chị ha, chị không? Cái đường này thì nhà cửa cũng rất là đông nhưng mà chưa có làm đường đan nữa chị ha, chưa có làm mặt bằng. Đó, em quay rất là kỹ cho anh chị nắm ha. Rồi, để em chỉ ganh chiều sâu 29m cho anh chị mình nắm rõ hơn nha. Hiện tại thì đất mình là thấp hơn đường đan nha anh chị. Đây, đất mình đây hiện tại đây trồng ở đây là rau thơm anh chị. Cái đường D này cũng khá là rộng anh chị, khoảng là 4m anh chị. Đây, một miếng đất khá là đẹp. Cái này gia chủ ký gửi giá bán anh chị là 1 tỷ là 1.000 mét vuông nha anh chị nha. Cái này là diện tích này là khoảng là đo lại khoảng là 304 đến 305 anh chị. Cuối video anh chị xem cái bản vẽ nha. Hiện tại thì chủ đã đo đạt lại rồi, có bản vẽ rồi, em gửi đến anh chị và cô chú ha. Và cái giá này là chủ cũng còn bớt chút đỉnh nữa nên anh chị cũng yên tâm về cái giá cả nha. Đây, một miếng đất khá là đẹp. Đất mình thì thấp hơn đường đan nha anh chị nha. Đây. Trên đất mình thì không màu mã, không có vướng dây điện cao thế gì hết anh chị. Đất mình rất là đẹp. Mà mặt tiền mình nó khá là rộng. Nó 127m anh chị. Đất mình hiện tại chủ bao cho mình cây lâu năm, hiện tại đang lên luôn anh chị nha. Rồi, cái ganh mình tới đây nè anh chị, để chỉ cái ganh xuống cho anh chị mình xem nha. Đây, anh chị theo cái bờ nè. Đây. Cái bờ này là bờ ranh giới của hai bên chị nha. Nó có tụ bê tông ở dưới anh chị thấy không? Đó, từ cái bờ này. Đó là ranh giới chiều sâu mình là đây là 29m vậy nha. Nè, anh chị để em quay nhà cửa cho anh chị xem. Ở đường này đường D này nhà nước sẽ mở rộng đường đan anh chị nha. Hiện tại đường đất thôi, chưa có làm mặt bằng. Đây nhà cửa anh chị thấy không? Cũng rất là đông nha anh chị. Còn đây mình có cái kinh đó nè, kinh tiêu này khoảng là 7m anh chị, cũng rất là rộng ha. Lấy nước ra vô cũng rất là tiện, mình lên clip mình tưới tiêu rồi anh chị, rất là tiện cho mình nha anh chị nha. Ở khu vực này anh chị thì là có điện, nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị nha.
Ở đây thì mình xài nước ngọt, không có phèn, cũng không có mặn luôn, nên chị cũng yên tâm nha. Đó, mặt này là 29m anh chị nha. Anh chị và cô chú cũng đừng quên like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký dùng hình để tương tác với em, để nhận được video mới nhất. Tìm nhà hay đất phù hợp cho mình để mua, để đầu tư hay về đây mình nghỉ dưỡng và nhiều mục đích khác ha. Chân thành cảm ơn quý đầu tư rất nhiều nha. Đó, đất mình mua mà đường công cộng, mà đường có xe ô tô, xe tải rất là tiện nha anh chị nha. Cái này chủ ký gửi giá bán là 1 tỷ là 1.000 mét vuông nha. Giá này là chủ còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn. Và đất mình là hiệu thuộc là đất Euro 5 luôn. Đó, rất yên tâm nha. Đây chị không? Mặt tiền mình khá là dài anh chị. Rất là đẹp anh chị. Nếu mà anh chị mua ít đó, mà 1 công gì đó hay là 2 công đó thì gia chủ cũng bán cho mình luôn. Mình ví dụ mình ít tiền, mình cũng có điều kiện mình mua nha anh chị nha. Bất sản Đức Việt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất. Anh chị và cô chú nào có đất nền, đất công, đất vườn hay là nhà ở thì liên hệ với em xuống thoại dung hình nha. Em sẽ ký gửi bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị. Và bên em cũng có đội thi công công trình sang lắp mặt bằng và làm nhà ở nè, và làm hàng rào theo yêu cầu của khách hàng. Anh chị và cô chú nào có nhu cầu thì bên em hỗ trợ cho anh chị và cô chú ha. Có cọc ganh hết anh chị thấy không? Nè, cho cái bờ đó anh chị thấy không? Này là người đỡ bờ nha anh chị. Em xin nhắc lại nha, nếu mà anh chị ở xa như ở Cái Lậy hay là Cần Thơ gì đó thì hay Mỹ Tho gì đó, lên tới vị trí là chỗ cầu Kinh Sáng, quốc lộ A thì em sẽ đón anh chị vô đất mình xem ha. Đi vô đây khoảng là 3 cây 4 số là tới anh chị. Đó, đường xá rất là dễ đi. Trước đất mình đó là mặt tiền 127m anh chị, thì cho xe tải là 2,5 tấn. Đường này khi bằng đường Quỳnh Công Ký anh chị nha. Đây, một miếng đất khá đẹp, mặt tiền anh chị không? Rất là dài. Nhà cửa thì rất là đông đúc. Ở đây khu vực này thì cũng rất là an ninh đó. Rồi, đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất ở ấp Tây 2, xã Long Định, Châu Thành, Tiền Giang này thì liên hệ với em xuống thoại dung hình nha. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ luôn để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Giá gia chủ ký gửi là 1 tỷ là 1.000 mét vuông nha. Giá này là chủ còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn. Và kết bạn Zalo em để bên em hỗ trợ và tư vấn cho anh chị và cô chú nha. Rồi, xin chào anh chị và hẹn lại anh chị ở phần video tiếp theo.